Vâng, xin kính chào tất cả các bác đam mê đồng hồ cơ cổ trên khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh đồng hồ cơ cổ của Phú Trần Vintage Watch. Lời đầu tiên thì em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã đăng ký kênh, theo dõi và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Hôm nay thì em tiếp tục lên clip để giới thiệu với các bác là có khoảng 25 mẫu đồng hồ cơ cổ. Rất nhiều những cái hãng nổi tiếng trên thế giới như Omega, Longines, rồi Hamilton, T-shirt, Rado, nói chung là những cái thương hiệu mà được rất là nổi tiếng, đã được thị trường Việt Nam mình tín nhiệm và tin dùng trong suốt thời gian qua rồi. Địa chỉ và số điện thoại của em vẫn vậy. Bác nào mà chưa giao lưu thì các bác để ý. Địa chỉ của em là 59 Ngô Thị Sĩ, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Số điện thoại và kèm theo Zalo của em là 0989369995. Đấy, tất cả đồng hồ bán ra là em đều bảo hành miễn phí cho các bác là 3 tháng. Trong 3 tháng đó là em bao quay đầu thu đổi và lên đời trừ 10 đến 30% theo thỏa thuận các bác nhé. Có thu đổi và có trừ phần trăm theo thỏa thuận. Đấy, các bác lưu ý vậy. Còn hết 3 tháng thì em vẫn hỗ trợ bảo hành cho các bác. Đấy. Giờ tất cả đồng hồ đang chạy rất chuẩn các bác nhé, đều theo dõi lau dầu căn chỉnh, chạy rất là ngon lành, chính xác, giữ giờ lâu. Bác nào mà gần khu vực lân cận Bưu điện Hà Đông, Vạn Phúc Hà Đông, khu vực Hà Đông Hà Nội, các bác có thể giao lưu qua nhà em, giao lưu trực tiếp các bác nhé, em bán hàng tại nhà luôn. Mã số 1 hôm nay em giới thiệu các bác là một chiếc Longines Automatic Thụy Sĩ. Chiếc này nguyên zin cả củ các bác nhé, rất đẹp và đậm. Mặt của nó là mặt màu trắng bạc và có trục tung hoành ngang dọc, mặt trải tia sọc các bác nhé. Nguyên zin cả củ trừ dây khóa may tay loại đẹp thay mới. Khóa cũng có logo Longines và khóa linh kiện các bác nhé. Chiếc này là vỏ toàn thân là inox SS. Đặc biệt của nó là có trục tung hoành ngang dọc. Đấy, cái này là rất nhiều bác thích. Nó thể hiện cái sự mạnh mẽ của đàn ông, tung hoành ngang dọc. Size rất to các bác nhá, xấp xỉ 36 luôn. Cái này là tương đối hiếm gặp, bình thường nó chỉ 34-35 thôi. Chiếc này là vào gần 36 luôn. Gọi là size 36 đấy, 35-38-36. Chiếc này chạy máy automatic răng cưa các bạn nhé, máy 343, rất mới và đẹp, chạy rất là ngon lành, êm ái. Ba kim một ô cửa lịch. Cái này về mấy ngày em đã theo dõi rồi, chạy rất ngon lành, chính xác và giữ giờ lâu các bác nhé. Form của nó rất mỏng, máy răng cưa cho nên nó rất mỏng, nó chỉ tầm hơn 9 ly thôi. Lên tay cho các bác xem. Tay em là 18cm các bạn nhé, tương đối to. Lên tay cái này là nhìn nó rất là vừa vặn. Đấy, mặt trắng bạc, trải tia sọc. Chiếc này là đáy liền, mở từ trên mặt. Em bác nào mà kết thì em sẽ gửi hình máy cho các bác qua Zalo. Tung hoành ngang dọc, mặt trải phên sọc. Logo đại bàng nổi các bác nhé, Automatic 343 răng cưa. Đấy, đúng zin logo luôn, nguyên zin cả củ trừ dây khóa lại đẹp thay mới. Mã số 1 6.8 triệu các bác nhé. Chiếc này Longines 6.8 triệu. Em sẽ lấy hình máy chiếc này cho các bác xem. Đấy, tất cả những cái đồng hồ này trước khi giao dịch là các bác kết nối Zalo để em sẽ gửi cho các bác đầy đủ những cái thông tin hình ảnh, chụp đầy đủ các cái góc cạnh để cho các bác xem. Máy đây các bác nhé, rất mới và đẹp. Đấy, Longines Automatic. Đấy, chiếc này là máy 343 các bác nhé, 17G. Máy 343 sản xuất vào thập niên 60 gì đó. Đấy, máy Automatic răng cưa, độ mới rất cao. Chiếc này búa nguyên sớ, chữ nghĩa còn rõ ràng luôn. Rồi, xong mã số 1, Longines size 36, giá 6.8 triệu các bác nhé. Rất là hiếm gặp đấy.
lâu lâu một chiếc, bình thường nó chỉ từ 34-35 thôi, 36 là khá to rồi. Tiếp theo mã số 2 em giới thiệu với bác hôm nay là một chiếc Longines Conquest. Đấy, automatic Thụy Sĩ. Chiếc này thì là cái form của nó là size 35. Đấy, chiếc này thì size 3 hơn 35 các bác nhé. Nó khoảng 35-3, gần 35-5 này. Chiếc này cũng lên tay nhìn cũng rất là vừa vặn, khỏe khoắn. Mặt chiếc này thì là trải tia sọc, mặt màu ghi bạc. Cọc cài đá đen, ba kim ô cửa lịch, núm zin logo. Đấy, chiếc này là dòng Conquest các bác nhá, mình hay gọi là càn quét. Chiếc này thì là cũng nguyên zin cả cục, trừ dây da cá sấu lại đẹp, thay mới, khóa cũng có logo Longines, nhưng khóa linh kiện các bác nhé. Mã số 2, chiếc này giá 6 triệu. Vỏ nguyên sớ luôn, chưa spa đánh bóng gì, chỉ có lau chùi, lau dầu căn chỉnh. Theo dõi chạy ngon lành chuẩn chỉ là đem ra giới thiệu với các bác thôi. Cọc cài đá đen, mặt trải tia sọc, ba kim ô cửa lịch các bác nhé. Longines Conquest. Chiếc này đấy vặn, em mở máy cho các bác xem. Máy đây các bác nhé. Máy chạy rất ngon lành, chính xác, giữ giờ lâu. Cục cù vượt hót chim kêu suốt cả ngày. Bác nào gần khu vực lân cận thì các bác có thể đến chơi, giao lưu trực tiếp, em bán hàng tại nhà. Âm thanh loa đài, tượng gỗ mỹ nghệ, kính thưa các thể loại. Rồi, chiếc này giá 6 triệu các bác nhé, Longines càn quét mã số 2. Các bác lưu ý là các bác chuyển khoản hết thì em bao ship, free ship. Các bác nào mà cốt thì các bác vui lòng cọc trước cho em 30% và các bác thanh toán phí ship khi nhận được hàng. Đấy. Bởi vì khi ship code là mình phải khai chuẩn giá của nó, nên là bưu điện nó sẽ tính phần trăm thu hộ. Còn các bác chuyển hết thì em có thể khai nó, mình hình thức nó sẽ thụt đi. Còn hàng em mà gửi đảm bảo tận tay cho các bác, nó thất lạc mất mát gì là em hoàn toàn chịu trách nhiệm, các bác không phải chịu trách nhiệm. Em có bảo hiểm rồi là ký hợp đồng với lại bên bưu điện rất ngon lành và chuẩn chỉ, bảo lãnh đàng hoàng. Tiếp theo mã số 3 hôm nay em giới thiệu các bạn là một chiếc T-shirt Automatic Thụy Sĩ. Chiếc này là vỏ bọc vàng toàn thân 10k gold fill. Đấy, rất mới và đẹp. Vỏ bọc vàng toàn thân 10k gold fill và cái đặc biệt của mặt của nó là mặt phên lụa các bác nhé, mặt phên lụa nguyên zin cực độc và đẹp. Đấy, cái cọc số của nó là khía âm bản, núm bọc vàng, zin theo đồng hồ. Đấy, các bác quan sát cái độ mới, cái độ đẹp của nó. Nói chung hàng xưa mà kiếm được những chiếc mà nó độc lạ như này tương đối hiếm. Vỏ để bọc vàng toàn thân, 10k gold fill. Size của chiếc này cũng khá to các bác nhé. Size của nó vào 34-35. Chân càng của nó khá là dài. Chân càng này em đo rồi, đầu này đầu kia nó vào khoảng 44 mm. Lên tay là rất là nhìn, nó rất là khỏe. Đấy, các bác nhìn phù hợp các bác nào cổ tay 16 đến 18 các bác nhé. Máy tự động vàng đỏ như Omega. Lát em sẽ mở hình máy cho các bác xem. Kim kiếm rất là sắc bén, nhìn hao hao nó cũng giống Omega. Dây da linh kiện loại đẹp thay mới các bác nhé. Chiếc này mã số 3 giá 6 triệu. Mở máy chiếc này cho các bác xem. Bác nào mà thích nhận hàng, mà thích mở ra xem, bảo em vặn lỏng lỏng cái đấy, các bác vặn ra xem thoải mái. Máy đây các bác nhé. Máy vàng đỏ không khác gì Omega cả. Đang chạy rất là ngon lành, chuẩn chỉ, giữ giờ lâu. Đi sớt. Chiếc này cũng sản xuất khoảng thập niên 60. Ngày này, những cái thời gian này thì T-shirt vẫn thuộc sở hữu của Omega.
cho nên một số cái dòng máy của nó dùng chung với Omega nên là cái chất lượng rất cao các bác nhé, rất tốt, rất bền. Rồi chiếc t-shirt mã số 3 rất độc và đẹp, bọc vàng toàn thân, 10k gold fill, giá 6 triệu các bác nhé, giá 6 triệu cực đẹp và độc đấy. Tiếp theo mã số 4 đây em giới thiệu các bác là một chiếc Hamilton Automatic Thụy Sĩ. Chiếc này của nó thì vỏ bọc vàng 10k gold fill và đáy inox SS, form kiểu chân càng nhện, nước vàng này còn rất là đẹp, chưa hề mòn chóc chỗ nào cả, núm đầu chùa zin theo đồng hồ. Mặt của nó là mặt màu trắng sứ và đi kèm với là bộ số học trò, nhìn rất là yểu điệu, nhìn rất là hoài niệm. Nhiều bác là thích những cái phiên bản số học trò này lắm, bởi vì nó số lượng nó rất ít. Mặt màu trắng sứ, chân càng nó thiết kế kiểu chân nhện, lên tay nó nhìn rất là lạ mắt, gọi là độc đẹp, chuẩn hàng sưu tầm. Size của chiếc này khá to, size của nó là size 35 luôn, cái này size 35 luôn. Nước vàng rất đều và đẹp. Chiếc này là máy Thụy Sĩ các bác nhé. Hamilton thì một số dòng nó cũng lắp ráp tại Mỹ thì nó sẽ đóng USA, nhưng mà chiếc này là lắp ráp tại Thụy Sĩ. Cái này nó có cái vành gen vặn, nó phải có cái vang. Đấy, mình sẽ lấy hình máy chiếc này cho các bác xem. Rồi trước khi giao dịch là các bác sẽ nhận được đầy đủ hình ảnh, rồi thông tin. Đấy. Nên là các bác yên tâm, hàng của em bán là rất là ngon lành, chuẩn chỉ, rõ ràng, chi tiết, bảo hành rồi thu đổi rồi lên đời. Đấy, hình đây các bác nhá. Nó đóng Swiss ở đây, là sản xuất tại chính quốc Thụy Sĩ. Đấy, máy đây, Hamilton 17G Swiss đây. Máy này thì cũng rất nhiều bác ưa chuộng, cái độ bền bỉ, chính xác, dễ bảo trì bảo dưỡng. Hamilton 4.8 triệu các bác nhé, mã số 4. Tiếp theo mã số 5, em giới thiệu các bạn một siêu phẩm, một chiếc One Time 65 GUL mặt lụa. Nhìn mặt của nó đã thấy độc đẹp chưa? Kim dây là kim gió là màu đỏ, kim gió đỏ. Vỏ thì là 10k gold fill và đáy inox SS. One Time Automatic Thụy Sĩ. Mặt sớ lụa cực đẹp. Đấy. Size của chiếc này cũng khá to các bác nhé. Máy automatic 65 chân kính, size 35 luôn. Độ dày của nó khoảng tầm 9 ly, hơn 9 ly. Chiếc này thì là nó sở hữu cỗ máy automatic 65 chân kính các bạn nhé. Ghi luôn vào đây, 65 GUL luôn. Rất nhiều ruby chân kính. Vỏ 10k gold fill, còn rất đều và đẹp, đang lên tiết đĩa dưới chân càng lên tiết đĩa. Cái này mình để thì nó sẽ có cái màu bã trầu tiết đĩa, nếu không thích mình đánh đi được. Đấy, si mình đánh đi là hết. One Time 65 GUL Automatic Thụy Sĩ, vỏ 10k gold fill và đáy inox SS. Chiếc này đáy cạnh, các bạn quan tâm thì em sẽ gửi máy sau. Giá chiếc này 5 triệu các bác nhé, mã số 5 là 5 triệu. Giá gọi là rất là cực kỳ hợp lý rồi đấy. Rất dễ chơi. Lên tay cho các bác xem. Form của nó rất mỏng. Cái mặt lụa cực đẹp luôn. Mặt bao zin cho các bác nhé, xấu ít đấy. Đấy, còn mực xanh, chữ xanh. Chiếc này giá 5 triệu, mã số 5. Tiếp theo mã số 6, em giới thiệu tiếp các bạn một siêu phẩm nữa. Đấy, một chiếc Olema. Đấy, dòng này là 41G các bác nhé, 41 chân kính, 41 GUL. Vỏ bọc vàng,
và đáy của nó là inox SS có logo thuyền buồm, đấy, mình gọi thuật buồm xuôi gió, nó cũng có tí phong thủy vào đấy. Vỏ của nó là 20 micron, gold fill 20 micron, nó đóng thông số ở gáy. Đặc biệt chiếc này nó thiết kế mặt hai lòng, mặt phên vàng hai lòng, ba kim ô click đỏ, may mắn quanh năm. Đấy, nguyên zin cả củ các bác nhé, kính zin vẫn còn lúc trọng nữa. Núm bọc vàng zin theo đồng hồ. Chiếc này thì độ mới rất cao, trên 95%. Đấy, thuyền buồm, thuận buồm xuôi gió. Dây là dây da đà điểu may tay loại đẹp thay mới, khóa linh kiện dày dặn chắc chắn, mã số 6. Chiếc này 5,5 triệu các bác nhé, 5,5 triệu cho chiếc Olama thuận buồm xuôi gió này. Máy 41G các bác nhé, 41 chân kính, khá nhiều chân kính đấy. Đấy, nguyên zin cả củ, độ mới rất cao, mặt hai lòng. Chiếc này mà nó bắt sáng rất là tốt các bạn nhé, ra ngoài trời nắng cái mặt này rất là lôi cuốn, nhìn rất là đặc biệt độc lạ. Đấy, chân càng dài xoắn. Size của chiếc này của nó là size 35 luôn, và cái càng của nó khá dài, các bạn lưu ý nhé, càng của nó 45 luôn. Nên bác nào mà cổ tay 17, 16, 17, 18 đeo trở lên thì nó đeo đẹp. Tay em 18 này, giá 5,5 triệu các bác nhé, 5,5 triệu mã số 6, Olama 41 GL, dòng Caravelle. Vỏ bọc vàng nó phớt hồng, vàng phớt hồng, nhìn nó cũng rất là dịu mắt. Để cạnh cái vàng vàng này các bạn nhìn màu nó phớt phớt hồng, có thể gọi là vàng hồng được. Ba kim ô click đỏ, đáy thuận buồm xuôi gió. 5,5 triệu các bác nhé, mã số 6, 5,5 triệu. Chiếc này em nhớ có cái shop nào nó báo tận 7,000,000 luôn, shop nào ở trên YouTube em xem báo tận 7,5 triệu hay sao, giá ngã ngửa luôn. Hôm nay rất nhiều những sản phẩm mới đẹp và độc các bác nhé. Tiếp theo mã số 7, hôm nay em giới thiệu các bác một chiếc Rado bát quái. Đấy, vỏ bọc vàng hồng dày 20 micron, vỏ bọc vàng hồng 20 micron có đóng ở gáy các bác nhé. Chiếc này đặc biệt là dòng 57 GL. Đấy, rất nhiều GL, 57 chân kính luôn. Đấy, nguyên zin cả củ, vỏ bọc vàng hồng 20 micron, đáy inox SS có logo hai cá ngựa, núm zin logo chữ R và kính zin có lúp trong, ba kim màu ô lịch đỏ may mắn quanh năm, mỏ neo còn xoay cực kỳ nhẹ nhàng các bác. Em nghiêng cái các bác nhìn cái mỏ neo nó chuyển, nó thể hiện cái cỗ máy nó rất mới và đẹp, rất chuẩn chỉ, đã lau dầu căn chỉnh các bác nhé, chạy ngon lành chính xác, giữ giờ lâu. 57 GL Rado bát quái, dây là dây da đà điểu loại đẹp thay mới, khóa có logo Rado nhưng mà khóa linh kiện các bác nhé. Dây này các bác có thể tùy chọn màu nâu màu đen em thay được. Đấy, phong thủy các bác thích màu nào các bác báo em. Mặt trắng bạc chảy tia hướng tâm. Đấy, mỏ neo xoay tít mù luôn. Dòng Golden Horse, hai con ngựa vàng các bác nhé. Đấy, bát quái. Size của chiếc này là 35, dòng này là size 35 rồi. Sấp xỉ 35, nó vào 34,8. Gọi là size 35. Cái dòng Rado thì nó quá quen thuộc rồi, chỉ có cái là dòng bao nhiêu G thôi, 57 G thì nó hiếm, nó sưu tầm, nhiều người săn lùng. 25-30 G thì rất nhiều, em bán thường xuyên và liên tục. Và đặc biệt vỏ của nó là vỏ vàng hồng các bạn nhé, vàng hồng. Đấy, đặt cạnh chiếc vàng vàng này các bạn nhìn thấy ngay. Đấy, các bác nào mà thích lắp cái dây này vào thì các bác thêm 1 triệu cho em, dây đờm bi hạt gạo. Đấy, thì các bạn thêm 1 triệu sẽ dây này, còn nếu mà cứ dây ra như này giá của nó 6,8 triệu các bác nhé. Rado 57 chân kính, 57 GL, độ mới rất cao, chưa hề qua spa mông má gì, chỉ lau dầu căn chỉnh, chạy tít mù các bác nhé, ngon lành chính xác. 6,8 triệu mã số 7 Rado bắt quái, bọc vàng hồng các bác nhé,
các bác lưu ý nó là bọc vàng hồng 20 micron, không phải vòng vàng. Máy của chiếc này đây, cho các bác xem máy của chiếc Olma 41G và chiếc Rado 57G. Máy em đã chụp sẵn hết rồi, các bác yên tâm. Đây, máy của chiếc Rado 57G nhé. Đây, máy của nó là máy chuẩn Rado cổ ba lăng gai. Máy ba lăng gai. Đây, dòng Golden Horse. Fifty seven 57GW các bác nhé, rất đầy đủ và chi tiết. Đấy, nắp đáy của nó đây, gáy của nó đóng đây, 20 micron nhé, gold fill, gold black que, 20 micron, rất đầy đủ và chi tiết các bác nhé. Kính đây, kính zin. Đấy, các bác nhìn 57 chân kính rất độc và lạ. Ở đây còn chiếc 41G, chiếc Olma 41G, máy của nó đây các bác nhé, máy của chiếc Olma 41G đây, 41 Olma, máy này máy 5 tầng Thụy Sĩ, 41G well Swiss đây, gáy nó cũng đóng đây, plug que G20, lắc kê 20 micron các bác nhé. Mặt mũi đây cực đẹp. Rồi xong mã số 7, tiếp theo mã số 8. Này có 3 chiếc Omega mới đẹp các bác nhé, các bác lưu ý. Mã số 8 hôm nay em giới thiệu các bác là một chiếc Omega Seamaster Automatic Thụy Sĩ. Chiếc này là niềng vàng lúc 14K, mặt sớ lụa, mặt sớ lụa vàng, 3 kim ô click. Chạy máy 562 các bác nhé, máy búa võng 562. Niềng vàng đúc, toàn thân cáp gôn 14K và đáy của nó là inox, có logo hải mã ngựa biển, núm zin logo. Chiếc này kính zin có móng ngựa chính giữa các bạn nhé, móng ngựa chính giữa. Dòng này thì nó thiết kế là chân càng khá là dài, size nó chiếc này là nó xấp xỉ 34, nó vào 337, xấp xỉ 34 các bác nhé. Phù hợp các bác nào cổ tay 15 đến 17. Chân càng của nó cũng khá là dài, chân càng của nó 42 43. Lên tay nhìn nó cũng rất là vừa vặn. Hợp lý. Mặt phên lụa vàng. Đấy. Niềng vàng đúc, cái niềng này đúc rời các bác nhé. Cái này cậy phát nó ra cái vành này 7 phân vàng, 7 phân vàng 14K. Chưa kể cái thân cáp này. Riêng cái niềng đúc này khoảng 7 phân. Dây là dây da đà điểm may tay loại đẹp thay mới. Khóa là khóa có logo Omega nhưng khóa linh kiện các bác nhé. Khóa linh kiện. Đấy, mã số 8. Chiếc này giá 14 triệu. Omega Seamaster Automatic Thụy Sĩ. Mặt phên lụa vàng. Đấy, cực mới và đẹp. Nguyên zin cả củ các bác nhé. Trừ dây khóa may tay loại đẹp handmade. Đấy, thay mới 14 triệu mã số 8 Omega Seamaster. Chiếc này thì máy thì nó đẹp xuất sắc luôn, máy đẹp xuất sắc khỏi phải nghĩ luôn. Máy 562, dòng một máy 562 sản xuất khoảng thập niên 60 các bạn nhé. Đấy, các bác quan sát cái cỗ máy đấy, nắp đáy của nó này. Máy đẹp xuất sắc, 562, dòng này là 24 chân kính, 24GUL. Đẹp như vừa xuất xưởng. Nó Omega để chơi khỏi nghĩ rồi. Nó đẳng cấp thương hiệu lớn rồi. Vấn đề chỉ là cái tầm các bác chơi được đến đâu thôi. Chứ còn Omega thì không phải suy nghĩ gì được. Nó đẳng cấp của thế giới, không riêng gì Việt Nam mình. Rồi mã số 8, 14 triệu đó, chiếc Omega mặt lụa niềng đúc này các bác nhé. Mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Hôm nay em giới thiệu các bác
chữ Omega Seamaster nữa, dòng automatic. Chiếc này thì là dòng máy chạy máy 501. Đấy, máy 501 tức là chung dòng máy với Constellation các bác nhé. Chung dòng máy với thằng Omega bát quái răng cá mập ấy, cọc mũi tên ấy. Máy của nó hay gọi là máy lớn, máy 501. Đấy, sản xuất khoảng thập niên 60. Chiếc này thì cũng là niềng vàng đúc 14K và toàn thân cáp gôn. Mặt chiếc này thì là mặt màu mỡ gà và phên lụa, lụa mịn các bạn nhé. Các bạn quan sát kỹ là nhìn thấy. Đấy, sớ lụa mịn, bao zin, mặt zin các bạn nhé. Bao mặt zin toàn tập cho các bạn. Nó có một chút cái dấu thời gian, cọc số ấy. Các bạn nhìn kỹ là các bạn thấy. Nhưng mà nó là zin nguyên bản. Zin nguyên bản luôn. Zin nguyên bản toàn tập. Chiếc này thì size khá to các bạn. Size của chiếc này khá to. Size của nó vào 35, size của nó là size 35. Đấy, dòng này là chạy núm của nó là núm hoa khế. Đấy. Giống kiểu bát quái, giống dòng bát quái. Niềng vàng đúc, toàn thân cáp gôn 14K. Mặt sớ lụa mịn. Và đáy là có logo Hải Mã ngựa biển, chiếc này đáy cạy thôi. Đáy cạy. Máy vàng đỏ như chiếc vừa nãy em vừa mở. Nhưng nó chiếc này là 35 gai, dòng máy dày. Máy lớn. Lên tay cho các bác xem. Rất khỏe khoắn. Mạnh mẽ bền bỉ, chính xác và giữ giờ lâu, chơi chán bán vẫn thu lại các bác nhé. Các bác cứ giữ ngon lành chuẩn chỉ, riêng Omega không phải nghĩ. Chiếc này mã số 9, 14.500.000, Omega Seamaster máy lớn, lúm zin logo đấy, lúm zin logo, kính zin có móng ngựa chính giữa đấy, niềng vàng đúc, toàn thân cáp gôn. Đấy logo Hải Mã, máy 501 các bạn nhé, máy 35 ga, 14.500.000. Em sẽ lấy hình máy trước này cho các bác xem. Chiếc này đáy cạy này, nó ép vào phải dùng vam cho nên là hơi lích kích. Các bác nào mà kết nối Zalo là em sẽ có hình máy cho các bác xem luôn. Máy đây các bác nhé, máy 35 ga, máy mới tinh như vừa xuất xưởng. Đấy, series 16.000.000, đấy, series máy 16.000.000. Đấy, máy của nó này 501, máy 501. Đấy, hình em đã chụp sẵn cho các bác đây rồi. Đấy, máy đây. Đấy, dòng này là dòng 20G các bác nhé, dòng 20G. Máy 501, 20G. Đấy, 501, máy còn nguyên sớ luôn. Nguyên sớ thép màu vàng. Núm đây, núm zin logo đây. Rồi xong chiếc Omega size to 35, giá 14.500.000 các bác nhé. Tiếp theo mã số 10 là một chiếc Omega Seamaster nữa. Đấy, chiếc này thì là mặt sớ lụa vàng, niềng vàng đúc và toàn thân cáp gôn. Đấy, toàn thân cáp gôn. Size của chiếc này cũng khá to các bạn nhé. Size của nó là 35 luôn, cũng to bằng chiếc này. Nhưng dòng này là dòng Seamaster. Chạy máy 550 các bạn nhé. Chiếc này là chạy máy 550 không lịch. Ba kim mà không có ô cửa lịch. Mặt phên lụa vàng, niềng vàng đúc. Toàn thân cáp gôn và đáy cũng có logo Hải Mã ngựa biển. Núm cũng là núm zin logo của nó đây. Mặt sớ lụa vàng, dây cũng là dây da đà điểu may tay loại đẹp thay mới các bạn nhé. Khóa cũng là khóa logo nhưng mà khóa linh kiện. Bác nào mà thích khóa zin các bác là thêm cho em 2.500.000 nữa sẽ có khóa zin Omega Lucky. Đấy, chiếc này lên tay. Dòng size to 35 là size to của Omega rồi các bác nhé. Bát quái nó chỉ có 34-35. Dòng Seamaster này nhìn nó to khỏe hơn nhiều. Giá 12.800.000, mã số 10.
12.800.000 cho chiếc Omega mặt lụa niềng vàng đúc và toàn thân cáp gôn này, đáy logo Hải Mã, giá cực tốt các bạn nhé. Bạn nào quan tâm các bạn inbox em, kết nối Zalo, em sẽ gửi thêm thông tin hình ảnh cho các bạn nghiên cứu. Tiếp theo mã số 11. 11 là một chiếc tích lốt automatic Thụy Sĩ các bạn nhé. Chiếc này là đời cao, nó khoảng thập niên khoảng 90-2000 rồi, với kính của nó là kính sapphire. Khả năng nó còn chịu nước rửa tay nhẹ nhàng, rửa tay đi mưa nhẹ nhàng được các bác nhé. Và đáy của đáy lộ cơ. Máy của nó là máy ETA, bạc đạn lớn. Máy chiếc này đã được hãng nó nâng cấp là mạ vàng toàn bộ. Máy ETA bình thường của nó là màu trắng. Chiếc này size khá to các bác nhé. Size của chiếc này nó vào 37. Đấy. Size của nó vào 37. Để lên tay cho các bác xem. Phù hợp các bác nào cổ tay 16 đến 18. 19. Bởi vì size của nó khá to, 37. Đấy, 8.5. Chiếc này chạy rất chuẩn các bác nhé. Chạy rất chuẩn, giữ giờ lâu. Vỏ của nó chắc là chiếc này là đời cao cho nên nó mạ vàng PVD. Đấy, mạ vàng PVD. Còn cũng còn rất là đẹp. Mặt màu trắng sứ và thiết kế là hai niềng. Đấy, hai tầng cọc số, ở trong là cọc số vạch, ngoài là số la mã. Dây khóa linh kiện loại đẹp các bác nhé, dây khóa linh kiện loại đẹp. Chiếc này 4.500.000, mã số 11. Tech load automatic. Hoặc là một thích to, đẹp mà xuồng xã, chịu nước rửa tay đi mưa nhẹ nhàng, các bác lấy chiếc này cho em khỏi nghĩ. Giá 4.500.000 các bác nhé. Tech load automatic. Tiếp theo mã số 12. Hôm nay em giới thiệu là một chiếc Bulova lòng đại sứ Ambassador. Chiếc này thì niềng vàng đúc 14K, niềng này vàng đúc các bác nhé. Cái niềng này niềng rời, mình cậy ra cái này là giữ kính. Muốn mở mặt thì cậy cái niềng này ra, nhấc kính ra, rút núm ra thì mình sẽ nhấc mặt số lên. Chiếc này là đáy liền. Có đóng thông số luôn là 14K gold benzen ở đây các bác nhé. Các bác nhìn rõ luôn, 14K gold benzen. Chiếc này là chạy máy automatic tự động, máy cúp áo các bác nhé, cho nên nó rất mỏng. Size của chiếc này thì nó là vào khoảng 35.3, khá to. Size to mà lại form mỏng, lên tay nó rất ôm tay, rất vừa vặn. Đấy, mặt phên vàng, ba kim mũ cửa lịch, cọc cài đá đen, niềng vàng đúc luôn các bác nhé, niềng vàng đúc 14K, không phải lắc kê hay mạ, nó ghi thẳng luôn, hãng nó ghi thẳng luôn 14K gold benzen. Máy tự động cúc gạo, Ambassador là đại sứ các bác nhé, dịch ra là giọng đại sứ. 5.500.000 mã số 12, Bulova đại sứ. Hoặc là quan tâm thì các bác alo em. Tiếp theo mã số 13. Hôm nay em giới thiệu các bác một chiếc Chevron, một thương hiệu nội địa Thụy Sĩ các bác nhé, nội địa Thụy Sĩ. Đấy, chiếc này thì là vỏ 10K gold fill và đáy inox SS. Đặc biệt chiếc này là có kim báo năng lượng, mình hay gọi là báo xăng, kim báo xăng. Nó tích cót được 36 giờ các bác nhé. Đấy, nó ghi số 36 ở trên này. Đây là 1.5 ngày. Chiếc này thì tự động, máy tự động và có hỗ trợ co tay. Đấy, co tay các bác lưu ý, các bác chỉ vặn vài vòng thôi nhé. Nếu mà theo chiếc này thì chỉ vặn vài vòng thôi là nó sẽ, các bạn nhìn thì kim xăng lên tận 36 tiếng. Đấy, cót phụ các bác không lên bạn nhiều. Và tự động thì các bác lắc một lúc là nó sẽ lên cũng đầy 36 tiếng luôn. Đấy, mình không đeo nó trữ năng lượng được 36 giờ. Size của chiếc này xấp xỉ 34 các bác nhé, 33.8. Càng của nó cũng khá là dài. Càng của chiếc này cũng vào 40-41. Đấy, phù hợp bằng nào cổ tay 16-18. Kim bào xăng độc lạ. Giá chỉ có 5 triệu các bác nhé. 5 triệu cho một chiếc automatic Thụy Sĩ bào xăng này. Vỏ 10K con phiêu đáy inox ES. Chevron nội địa Thụy Sĩ. Đấy, Sinmate này.
mặt của nó mặt hài lòng nguyên zin các bác nhé, không có một tí chấm phẩy ở góc mà 9 giờ này nhưng không ảnh hưởng gì, vẫn đẹp chán, khỏi lo mặt vẽ, mặt độ, mặt làm lại. Mã 13, 5 triệu ở chiếc Chevron báo xăng này. Mình có cái kim báo xăng mình cũng rất là tiện theo dõi, khi nào nó gần hết cót mình có thể mình vặn cót phụ, mình lắp vài cái cũng hay. Những đồng hồ đời mới bây giờ thì cũng hay làm kiểu báo xăng thuận tiện cho người sử dụng. Tiếp theo mã 14, hôm nay em giới thiệu các bác là một chiếc radio bát quái. Một chiếc radio bát quái automatic Thụy Sĩ, mặt màu trắng bạc, trải tia hướng tâm, 3 kim và 1 ô cửa lịch. Chiếc này cũng rất là đẹp, com lê đồng bộ, đi cùng là một sợi dây radio đời mi. Sợi dây này là radio đời mới các bác nhé, sợi dây radio đời mới, nhưng mà nó là loại cực đẹp luôn, bởi vì cái mắt của nó là mắt cái lúc đúc quá ốp quá logo radio, rất đẹp. Và cái đầu ôm quan trọng, cái đầu ôm của nó rất là khít, vừa đẹp. Đấy, chiếc này thì logo hai cá ngựa nổi. Máy chiếc này là máy vàng full các bạn nhé, máy vàng full, và dòng này ở đời cao nên là nó có hacking, tức là mình rút kim ra là nó đứng kim lại, mình rút cốt ra là đứng kim. Và nó có hai lịch, có cả lịch một lấc để chỉnh luôn lịch, mình rút một lấc ra là mình vặn lịch nó nhảy luôn. Đấy, vặn các bạn xem. Đấy, chứ không phải là xe 912 nên nó cũng rất là tiện. Chiếc này nguyên zin tất tần tật, kính zin có lúp trong, duy nhất cái lúm là lúm trơn không logo các bác nhé. Chiếc này đánh về lúm trơn không logo, giá thì rất tốt, em để cả com lê đồng bộ này chỉ có 6,2 triệu thôi, bác làm không lấy dây trừ thì 1 triệu cho em, còn 5,2 triệu lên tay cho các bác xem. Bác làm mua dây riêng em bán nhé, 1 triệu một bộ dây radio đời mi. Máy vàng các bác nhé, trên này máy vàng full luôn, giá 6,2 triệu cho tổng thể đồng bộ này, mã 14. Tiếp theo mã 15, hôm nay em giới thiệu các bác là một chiếc Girard Perregaux, một thương hiệu cũng rất mạnh, nằm trong top 10 của Thụy Sĩ các bác nhé, bây giờ vẫn đang sản xuất mới ấy. Các bác tra mạng thì đồng hồ GP nó sẽ ra vỏ bọc vàng toàn thân 10k gold fill, bọc toàn thân luôn các bác nhé, cả nắp đáy, cả thân vỏ. Và mặt của nó thiết kế hai lòng form bát quái, mặt màu trắng sứ rất là sáng tải, thiết kế hai lòng cọc số, kiểu cọc số hao hao răng cá mập, và cái càng của nó cũng hơi gấp gấp xuống, rất độc và lạ, càng hơi gấp gấp. Chiếc này size của nó cũng khá to, size của chiếc này nó vào gần 35 các bác nhé, size gần 35, phải lên tay cho các bác xem, rất vừa vặn. Bác nào mà cứng cứng tuổi đeo chiếc này thì nó rất là phù hợp, mạnh mẽ bền bỉ, để hoài cổ vintage. Mã 15, 6,8 triệu đó chiếc này các bác nhé, Girard Perregaux Automatic Thụy Sĩ, nguyên zin cả củ trừ dây khóa loại đẹp thay mới. Chiếc này là máy vàng full, tức là máy vàng hết luôn. Kể cả cái bộ kim của nó thiết kế giống kiểu bát quái, kim lá lúa. Form này rất mỏng, lên tay nhìn phát là biết là vintage, thương hiệu lớn. GP này rất mạnh đấy các bạn nhé. Thậm chí có khi nó còn xếp trên cả Long Zin cái thứ luôn, Rado Hamilton trên luôn, nếu không muốn nói là ngang hàng với Omega. Chiếc này 6,8 triệu, mã số 15 GP. Tiếp theo mã số 16, mã 16 hôm nay em giới thiệu các bác là một chiếc Eternamatic, cũng là một thương hiệu rất mạnh của Thụy Sĩ. Chiếc này thì vỏ của nó là bọc vàng 14k gold fill, có đóng thông số ở đáy luôn, và đáy là Yellow S.
size của chiếc này của nó cũng khá to, size nó vào khoảng 345. 345 chân quỳ. Đấy, chân quỳ. Chân quỳ là nó cúp cúp xuống như này, mình đeo nó rất ôm tay các bác nhé, rất ôm tay. Đấy, bác nào một cổ tay 15 17 đeo là rất đẹp. Và giá thành chiếc này khẳng định các bạn cực kỳ dễ chơi. Số học trò 62 xen kẽ là cọc răng cá mập, vỏ 14K Goldfield các bác nhé. Đấy, lâu em. Giá chỉ có 5 triệu rưỡi cho chiếc Eterna Matic này. Automatic, cơ chế là tự động. Chân quỳ. Quá đẹp luôn. Máy của dòng này cũng là bên châu Âu người ta rất ưa chuộng các bác nhé. Không thua gì Omega và Longines cả. Đấy, máy bạc đạn lớn, ba lăng gai, chạy rất ngon lành, chuẩn chỉ, giữ giờ lâu. Rồi, mã số 16, 5 triệu rưỡi cho chiếc Eterna Matic này. 14K Goldfield, không phải 10K các bác nhé, 14K Goldfield, nên nước vàng của nó rất dày đậm. Form thì vintage cổ điển, giá chỉ có 5 triệu rưỡi cho chiếc Eterna này. Tiếp theo mã 17. 17 là một chiếc Rado bát quái. Đấy, một chiếc Rado bát quái. Chiếc này là máy vàng 30G. Máy vàng 30G. Núm zin logo. Đấy, chiếc này là mặt trắng bạc, trải tia. Nó thiết kế form bát quái. Hình thức chiếc này thì nó cũng gọi là tương đối, cho nên là giá em để giá rất tốt. 4 triệu 3 cho chiếc Rado bát quái này các bác nhé. Giá gọi là sập sàn luôn. Cái này nó hình thức nó không được xuất sắc cho lắm, em bán rẻ cho các bác chơi. Size của nó là vào 35, size 35 luôn. Máy vàng 30G và đáy inox của logo hai cá ngựa. Cáp cũng rất nhiều các bác nhé. Máy đã được lau dầu căn chỉnh. Dây da đà điểm may tay, loại đẹp thay mới, mã 17. Chiếc này chỉ có 4 triệu 3 thôi. Rado bát quái. Giá sập sàn luôn. Đấy, khóa cũng có logo Rado, khóa linh kiện các bác nhé. Vỏ 20 micron. Đấy, đúng, cũng có logo luôn. Rồi, chiếc này Rado 4 triệu 3. Tiếp theo mã 18. Mã 18 này em giới thiệu các bác là một chiếc Milus. Một chiếc Milus. Nó cũng là thương hiệu nội địa của Thụy Sĩ các bác nhé. Chiếc này thì vỏ bọc vàng hồng toàn thân, đáy inox SS có logo thổ dân Milus Swissmade. Milus. Mặt của nó là mặt vân xoáy đồng tâm các bác nhé. Hai ô cửa lịch. Máy chiếc này máy vàng đỏ. Thiết kế càng dài xoắn rất đẹp. Size của nó to, size 35-3. Chân càng của nó khá dài các bác nhé. Chân càng của nó vào 45 đấy. Bác nào mà cổ tay to thì hãy chơi. Cổ tay bé thì đeo nó sẽ không được đẹp, bởi vì nó chia cái chân ra ngoài. Chân càng nó sẽ chia ra ngoài. Chiếc này em cũng rất thích đeo. Cổ tay to 18 thì hay đeo những chiếc size to này. Milus đấy. Vân xoáy đồng tâm, phản chiếu ánh sáng, bảy sắc cầu vồng rất đẹp. Nguyên zin cả củ các bác nhé, trừ dây da loại đẹp thay mới, khóa linh kiện dày dặn chắc chắn, cũng lắc kề vàng hồng luôn. Mã 18, 4 triệu rưỡi cho chiếc Milus này. Vỏ bọc vàng hồng rất đẹp. Giá này dễ chơi. Tiếp theo mã 19 là một chiếc Seiko Matic. Đấy, dòng Seiko Matic. Chiếc này thì là cáp gôn toàn thân, bọc vàng toàn thân. Đấy, bọc vàng toàn thân, cáp gôn. Cốt của nó là bằng inox SS. Dòng này là dòng máy 35 chân kính, hai ô cửa lịch, lịch cười góc 6 giờ, lịch lộc đấy. Và lịch ngày là góc 3 giờ. Khi các bác chỉnh lịch thì các bác rút lúm ra. Rút lúm này ra một lớp thì các bác có thể xoay được lịch ngày này luôn. Còn muốn chỉnh lịch thứ các bác rút hẳn ra và xoay 24 giờ thì lịch thứ nó sẽ nhảy. Cơ cấu nó là như vậy. Vỏ cáp gôn toàn thân. Chiếc này thì size khá to, xấp xỉ 37 các bác nhé. Size của nó xấp xỉ 37. Nó vào 36-8. Giá 3 triệu 8 các bác nhé.
mã số 19. 3,8 triệu Seikomatic này, vỏ cáp gold, máy 35G, 35 chân kính. Chứ dòng này dòng cá heo chìm nhưng mà nó đáy nó mòn, nhìn vẫn có mờ mờ này. 3,8 triệu chiếc Seiko này. Tiếp theo mã số 20 là một chiếc Citizen, chiếc này rất đẹp các bạn nhé, size to rất đẹp, giá thành rẻ. Một chiếc Citizen Automatic Nhật Bản các bạn nhé, Seiko và Citizen thì hàng nòi của Nhật rồi. Size của nó 37 lăm, size khá to, có thể gọi là size khủng của dòng vintage. Nó thiết kế cũng là niềng khía và hai hộp cửa lịch, những cái lịch ngày này nó toàn tiếng Nhật rồi, chắc là bỏ qua. Các bác để ý cái lịch ngày là một lịch thứ này là tiếng Nhật nên là mình cũng không quan trọng lắm. Vỏ của nó là nó bọc vàng, nó ghi CGP. Em tra thông tin thì nó tương đương 20 micron của Thụy Sĩ các bác nhé, tương đương 20 micron của Thụy Sĩ. Thằng Nhật nó ghi là CGP. Đấy, em tra thông tin trên mạng thì nó xấp xỉ 20 micron của Thụy Sĩ, niềng khía, size to. Máy thì rất đẹp các bác nhé, máy chiếc này rất đẹp. Đây em lên tay cho các bác xem, size 37 lăm, phù hợp bác nào cổ tay to, thích đeo to. Máy đẹp tuyệt vời luôn các bác nhé, đạp con này đang chạy rất là ngon lành, về mấy ngày chạy rất ngon lành, chính xác, giữ giờ lâu mà giá thành thì chỉ có 2,7 triệu. Máy đây các bác nhé, đắp đáy của nó đây, máy mới tinh luôn, máy Citizen 21G. Thằng Nhật này nó làm nó cũng không thua gì thằng Thụy Sĩ mấy đâu, nhưng mà về cái thị hiếu bây giờ Việt Nam mình không ưa chuộng nữa, cho nên là giá thành nó rất dễ chơi. 2,7 triệu mã 20 Citizen các bác nhé, giá quá hợp lý rồi, phù hợp với lại nhiều người có thể chơi được. Mã 20 Citizen 2,7 triệu. Tiếp theo mã 21. Mã 21 hôm nay em giới thiệu các bác là một chiếc Rado ngựa đỏ các bác nhé, ngựa hồng ngựa đỏ gì đó, Pumper Hot này. Ngựa đỏ ngựa hồng. Chiếc này của nó là toàn bộ là khung vỏ là bằng inox SS, đáy logo 3 cá ngựa. Dòng này dòng máy vàng full, đó là dòng máy vàng hết luôn. Size của dòng này là dòng khá to, nó khoảng 365. 365 với chân càng của nó khá dài, chân càng 44 đó. Nên là bác nào mà thích đeo to hoặc là thích chơi size to, cổ tay to thì đeo chiếc này thì hợp lý. Đầu dây 19 các bác nhé, dây là dây 19, cho nên dây duy nhất chỉ có sợi này. Các bác thích sợi màu khác này, em không có cái đầu này, đầu nó sẽ bị hụt, đầu 18 hụt. Chiếc này mã 21, 3,5 triệu các bác nhé, 3,5 triệu cho chiếc Rado này. Máy vàng này, máy vàng full thì phải. Mở, bác nào quan tâm thì các bác alo em gửi hình máy cho các bác. Cái này nguyên zin cả củ của bác nhá, núm zin logo đấy, và kính zin nó có lúp trong đấy, và có mỏ neo chính giữa luôn. Mặt của nó là trắng bạc, trải tia sọc, ngựa đỏ đấy, Pumper Hot ngựa đỏ, lịch đỏ may mắn quanh năm. Giá thì sập sàn rồi, chỉ có 3,5 triệu các bác ạ, có một chiếc Rado rồi, một chiếc Rado Automatic Thụy Sĩ đấy, mạnh mẽ và bền bỉ, bền mãi với thời gian luôn, không lo mòn chóc gì. Size to 37, 365 càng dài. Chỗ này là có hơi một chút cấn cấn một chút đấy, không vấn đề gì đấy, giá chỉ có 3,5 triệu chiếc Rado ngựa đỏ này. Tiếp theo mã số 22 là một chiếc Longines Automatic răng cưa. Chiếc này máy tự động các bác nhé, tự động mà có hỗ trợ có tay, máy automatic răng cưa. Chiếc này thì form của nó rất đẹp mỏng, và size của nó khá to, size của nó là 35, nhưng mà cái mặt của nó hơi góc 3 giờ, có một chút dấu thời gian, nó bị ố. Cho nên chiếc này em thanh lý giá rẻ cho các bạn 4,2 triệu. Longines automatic răng cưa, về các bác có thể làm lại mặt hoặc là cứ thế đeo cũng được, chả ảnh hưởng gì. Hàng cổ thì nó
chính để nguyên zin có khi là còn hay hơn. Máy automatic răng cưa 343 các bạn nhé. Giá chỉ có 4,2 triệu thôi, cho mã số 22 này. Long zin automatic răng cưa. Núm zin logo. Kính và kính zin của mỗi người một lúc nguyên zin luôn cả củ. Thì mỗi cái góc này nó hơi ố, em bán rẻ cho các bạn. Khoác chơi 4,2 triệu. Long zin. Mã số 23. Hôm nay em giới thiệu các bác là một chiếc Seiko Advan. Mặt của nó rất độc và đẹp. Hay gọi là Seiko và kính vát ấy. Đấy, kính mài vát kim cương. Kính mài vát kim cương, nhưng mặt của chiếc này thì nó rất là độc. Mặt của nó là mặt gấm. Mặt gấm đỏ. Đấy, Seiko Advan. Lịch, hai lịch các bác nhé, hai ô cửa lịch. Kim cọc mạ vàng, kính mài vát kim cương. Nguyên zin tất cả dây khóa, kính núm. Seiko Advan này. Đấy, vặn. Chiếc này hai ô cửa lịch nhưng lịch chỉnh rất là tiện các bác nhé. Các bác ấn nhẹ cái thì nó sẽ nhảy cái lịch ngày, có thể ấn mạnh nhảy cả thứ cả ngày luôn, cũng rất tiện. Thường thông thường nếu mình đeo liên tục thì chỉ có 30-31 ngày nếu mình nhấn nhẹ cái nút này phát là lịch ngày nó nhảy. Để lâu mà muốn chỉnh nó nhảy cả thứ cả ngày cũng ấn mạnh và nhảy luôn cả thứ cả ngày. Form là rất là to khỏe chắc chắn. Size của chiếc này thì nó vào size 37-375. Size 375 các bác nhé. Mặt gấm vóc. Đấy, mặt rất độc và đẹp. Giá thành thì rất là dễ chơi. Dòng này thì máy chạy ngon lành, chuẩn chỉ, mặt độc đẹp. Giá chỉ có 3,3 triệu thôi các bác nhé, 3,3 triệu cho chiếc Seiko này, Advan. Mặt rất đẹp luôn, rất độc và đẹp, nguyên zin cả củ. Mã 24 cũng là một chiếc Seiko Advan nữa, chiếc kia màu đỏ đỏ ruby, chiếc này màu xanh ngọc, xanh nước biển, nguyên zin, tất cả dây khóa kính núm luôn, nguyên zin. Size của nó cũng là 375 các bạn. Size của nó cũng là bằng chiếc kia, cũng là 375. Mà mặt của nó thì rất là độc, hiếm gặp. Hoặc là thích chơi hàng độc lạ siêu tầm thì chơi hai chiếc này thì là quá đẹp. Nguyên zin tất tật luôn, cả dây khóa kinh núm com lê đồng bộ. Lịch cũng là hai ô cửa lịch. Chỉnh nhanh bằng nút ấn núm mà gọi lịch bơm. Đấy, các bác nhìn màu xanh ngọc của nó rất đẹp. Độc hiếm. Kim cọc mạ vàng nhìn rất nổi. Lên tay cho các bác xem. Đó. Giá bằng cũng bằng trước kia 3,3 triệu các bác nhé. Giá cũng là 3,3 triệu. Mã 24 Seiko Advan. Mặt xanh ngọc quá đẹp. Mã 25 là một chiếc t-shirt Automatic Thụy Sĩ PR50. Bác nào đang tìm những mẫu mà nó chịu nước, rửa tay đi mưa nhẹ nhàng được, mạnh mẽ, bền bỉ, thuận tiện thì chơi chiếc này nó quá chuẩn bài rồi. Giá chỉ có 3,2 triệu là các bác đã sở hữu được một chiếc t-shirt Automatic Thụy Sĩ. Nguyên zin 100% con lê đồng bộ, cả dây khóa kính núm, size to 36-2 các bác nhé. Chiếc này là kính sapphire. Đấy, mặt trắng bạc, ba kim một ô cửa lịch, lịch chỉnh nhanh. Các bác rút một núm một lớp ra là các bác chỉnh được lịch ngay rồi. Đấy, rút nhẹ một cái ra là các bác xoay lịch nhảy luôn. Đấy, rất tiện lợi. Chiếc này thì là chạy máy 2824 tự động Thụy Sĩ các bác nhé. Máy ETA 2824 Thụy Sĩ. Đấy, lắc nhẹ cái là chạy tít mù rồi. Dây khóa mắt đúc inox rất là dày dặn chắc chắn. Dây còn cực dài các bác nhé. Dài thoải mái cho các bác tạ đeo cũng được. Mã 25 3,2 triệu chiếc t-shirt Automatic này. Form rất mỏng. Form mỏng, đeo lên tay nó rất là gọn gàng. Có 8 ly, hơn 8 ly thôi. Chiếc này thì là chịu nước, rửa tay đi mưa nhẹ nhàng được. Bơi lội thì em không chắc các bạn nhé. Bơi lội thì tháo ra thôi. Dòng này chắc là nó không chịu được bơi lội.
có rửa tay kính sapphire này, đi mưa nhẹ nhàng được. Đáy trước đây ở đáy đáy cạy các bác nhá, đáy cạy nó có dòng đỏ luôn đấy. Máy 2824 mã 25, giá chỉ có 3,2 triệu cho chiếc t-shirt PR50 này, automatic Thụy Sĩ. Đấy, rất là rẻ, đẹp, bền, chịu được cả nước, rất là tiện dụng, giá chỉ có 3,2 triệu các bác nhá, giá gọi là rất là hợp lý rồi. Rồi em vừa giới thiệu cho các bác có 25 mẫu, bác nào mà kết trước nào thì các bác có thể chụp lại hình ảnh, lưu lại mã số, các bác alo em hoặc kết nối Zalo em Phú sinh năm 76, số điện thoại 0989369995. Bác nào mà gần khu vực lân cận thì các bác có thể alo em rồi đến giao lưu trực tiếp. Các bác gọi trước thì em sẽ bố trí nó chủ động cho các bạn. Nhiều bác mà không gọi trước các bác đến, nhiều lúc em chạy ra ngoài mất thì nó hơi mất thời gian, các bác phải chờ đợi nó mất thời gian của các bác. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác đã đăng ký kênh, theo dõi và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip sau.